Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ hoa, tuyến phố bán đào quất trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng khách ghé xem và mua cây rất thưa thớt, giảm hẳn so với cùng kỳ mọi năm. Mặc dù còn khoảng 5 ngày nữa mới đến Tết cổ truyền, nhưng nhiều tiểu thương đã phải treo biển giảm giá kịch sàn, đồng giá, sale kịch sàn các mặt hàng đào quất với mong muốn thu lại tiền vốn và tiền bến bãi. Do tình hình dịch bệnh thì cùng nhu cầu mua sắm cũng giảm. Đây là chúng tôi đang rất là lo lắng. Giá cả năm nay dịch bệnh chúng tôi đã hạ rất nhiều và chúng tôi xác định là chỉ bán thu gốc về, nhưng cái nhu cầu mua sắm nó vẫn còn đang rất là giảm. Qua ghi nhận, giá cả các mặt hàng đào quất lan đã bị điều chỉnh xuống so với cùng kỳ mọi năm. Những gốc đào năm ngoái khoảng gần 2 triệu đồng thì năm nay chỉ dao động khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Những cây quất nhỏ mọi năm khoảng 300.000 đồng thì năm nay chỉ dao động từ 100 đến 200.000. Đặc biệt, có những cành lan cách đây một tuần bán với giá 1 triệu đồng thì giờ chỉ còn 500.000 đồng nhưng vẫn không có người mua. Khi biết là có Covid phát hiện ra là cái cây này là đang bán là 1 triệu nhưng bây giờ 600 cũng chẳng có người mua luôn. Mà lượng khách là giảm hẳn, không có người đi mua luôn. Ít người đi lắm. Mọi ngày thì vẫn buôn bán bình thường nhưng nghe đây cái là bán chậm hẳn luôn, nói chung là cái lỗi luôn. Chúng tôi tiểu thương mong rằng những cơ quan lãnh đạo, những người quản lý hội chợ Xuân có những cái chính sách đãi ngộ đối với bà con tiểu thương chúng tôi để khắc phục trong cái dịp Tết này, hoặc là trong cái thời gian dịch bệnh Covid như này. Trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều người lo sợ, không muốn đến những chỗ đông người như chợ hoa, phố hoa để mua sắm. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương đã có những biện pháp tuyên truyền, bố trí lực lượng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và tránh tiếp xúc gần khi đến những địa điểm trên.